Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập đã họp mặt với đồng cấp Pháp và Jordan để thảo luận về tình hình ở Gaza. Vào Chủ nhật 31 tháng 3 tại thành phố Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã họp mặt cùng với đồng cấp từ Pháp và Jordan với tình hình ở Gaza được đặt ở hàng đầu của cuộc họp trò chuyện. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Sameh Shoukry và đồng cấp Pháp Stephen Sejoun, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi nói rằng nạn đói ở dải Gaza có thể được giải quyết trong thời gian ngắn nếu Israel mở các cửa khẩu đất liền để cứu trợ có thể vào. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng nạn đói là rất gần kề ở phần bắc của dải Gaza, nơi có 300.000 người bị kẹt lại do các cuộc xung đột. Hàng viện trợ rời cảng Larnaca của Cyprus để đến Gaza. Một lô hàng cứu trợ thứ hai mang theo gần 400 tấn thực phẩm cho Gaza đã rời cảng của Larnaca của Cyprus vào ngày Chủ nhật. Cứu trợ sẽ được đưa đến Gaza bằng tàu chở hàng của tổ chức phi lợi nhuận Open Arms của Tây Ban Nha. Tổ chức từ thiện có trụ sở tại Hoa Kỳ World Central Kitchen đã sắp xếp nhiệm vụ này cùng với tổ chức từ thiện Open Arms của Tây Ban Nha, với tài trợ chủ yếu là từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và sự hỗ trợ từ các quan chức năng của Cyprus. Theo một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc, ít nhất là 576.000 người ở dải Gaza đang đứng trước nguy cơ bị đói khát. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết, cướp biển Somalia cướp tàu đánh cá của Iran. Truyền thông quốc tế loan báo một chiếc thuyền đánh cá mang quốc kỳ Iran đã vừa bị cướp biển Somalia tấn công. Số phận lẫn danh tính của những người hiện vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, vào năm 2023, cướp biển Somalia đã thực hiện tổng cộng hàng chục vụ tấn công, nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trong và ngoài nước, đồng thời bắt giữ hàng trăm người làm con tin. Hải quân Ấn Độ thông báo họ đã giải cứu 23 thủy thủ trên một tàu cá Iran bị cướp biển tấn công trên bờ biển Somalia. Hải quân Ấn Độ cũng phát hành hình ảnh của những tên cướp sau khi bị bắt giữ trên tàu. Con tàu Al Kamba 786 đã bị cướp biển tấn công khi đang ở phía tây nam đảo Socotra. Con tàu đã bị chiến hạm INS Subhedha và INS Threshold của Hải quân chặn lại. Bạn đang nói tiếp được biết, dữ liệu cá nhân gồm cả số an sinh xã hội của 73 triệu khách hàng AT&T bị tung lên trang web đen. Công ty dịch vụ điện thoại AT&T vào hôm ngày thứ Bảy, 30 tháng 3 cho hay họ bắt đầu loan báo cho hàng triệu khách hàng biết về vụ ăn cắp dữ liệu cá nhân bị phát giác trên mạng mới đây. Theo tờ AP đưa tin, bộ dữ liệu được tìm thấy trên trang web đen có chứa thông tin quan trọng như số an sinh xã hội của khoảng 7,6 triệu khách hàng và hiện nay là 65,4 triệu khách hàng trước đây của AT&T. Công ty cho hay họ cũng đã đổi hết mật mã cho khách hàng hiện nay và sẽ liên lạc với khách hàng nào bị ăn cắp thông tin cá nhân nhạy cảm. Hiện chưa rõ số dữ liệu bị ăn cắp bắt nguồn từ AT&T hay một trong những đối tác của họ. Công ty cũng cho biết số dữ liệu này từ năm 2019 hoặc trước đó và dường như không bao gồm cả thông tin tài chính hoặc thông tin về cuộc gọi, theo AT&T cho biết. Tổng thống Biden đe dọa Nga phải trả giá sau một năm giam giữ nhà báo Hoa Kỳ Ivan Gershkovich. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ buộc Nga phải trả giá cho những nỗ lực kinh khủng của họ nhằm sử dụng người Hoa Kỳ làm con bài thương lượng trong một tuyên bố đánh dấu một năm ngày phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal bị bắt giữ tại Nga. Ông Gershkovich, 32 tuổi, trở thành nhà báo Hoa Kỳ đầu tiên bị bắt vì tội làm gián điệp ở Nga kể từ chiến tranh lạnh khi ông bị cơ quan an ninh liên bang bắt giam vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái. Ông nói, như tôi đã nói với cha mẹ Ivan, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để bảo đảm anh ấy được thả tự do. Ông Biden nói trong tuyên bố do Tòa Bạch Ốc đưa ra 29 tháng 3, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ gọi việc Nga giam giữ nhà báo này là hoàn toàn bất công và bất hợp pháp. Bắt đầu từ ngày thứ Hai hôm nay, 1 tháng 4, hầu hết các nhân viên làm việc trong lĩnh vực đồ ăn nhanh tại California sẽ được trả ít nhất là 20 đô một giờ, khi một luật mới có hiệu lực và yêu cầu trả lương cao hơn cho một nghề trong lịch sử từng có mức lương thấp nhất, khi đe dọa khiến giá cả tăng cao hơn nữa tại một tiểu bang nổi tiếng là có chi phí sinh hoạt cao. Các thành viên của đảng Dân Chủ tại cơ quan lập pháp của tiểu bang đã thông qua luật này vào hồi năm ngoái. Một phần để thừa nhận rằng nhiều người trong số hơn 500.000 nhân viên làm việc trong các nhà hàng thức ăn nhanh không phải là thanh thiếu niên kiếm tiền tiêu vặt, mà là những người trưởng thành đang làm việc để nuôi sống gia đình của họ.